Cách đây không lâu, thương hiệu xe sang Cadillac của tập đoàn General Motors GM đã chính thức vén màn mẫu SUV điện mang tên Escalade EQ. Đây là mẫu SUV điện cỡ lớn đầu tiên của tập đoàn GM được phát triển dựa trên cơ sở gầm BUE Tium. Có thể nói, Cadillac Escalade EQ là mẫu SUV điện cái gì cũng lớn, từ kích thước cho đến quãng đường di chuyển. Cụ thể, mẫu SUV điện này sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5697, 2167, 1934mm và chiều dài cơ sở 3460mm. So với Cadillac Escalade dùng động cơ đốt trong thông thường, xe có kích thước lớn hơn. Để tương xứng với kích thước đồ sộ, Cadillac Escalade EQ được trang bị hai motor điện nam châm vĩnh cửu, với công suất tổng cộng 750 mã lực và mô men xoắn cực đại 1064 Nm. Hai motor điện này kết hợp với cụm pin lithium-ion có dung lượng 200 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 724 km sau một lần sạc đầy, theo ước tính của thương hiệu Cadillac. Ngoài ra, Cadillac Escalade EQ còn có công nghệ sạc 800V, dùng chung với người anh em cùng tập đoàn Hummer EV. Nhờ đó, xe tương thích với sạc nhanh DC 350 kW, cho phép xe chạy 160 km sau 10 phút sạc. Hai motor điện mạnh mẽ kể trên giúp Cadillac Escalade EQ tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian chưa đến 5 giây. Theo ước tính của Cadillac, mẫu SUV điện cỡ lớn này có thể kéo 3,6 tấn. Chưa hết, Cadillac Escalade EQ còn có những trang bị đáng chú ý như vành hợp kim 24 inch, lốp 35 inch, hệ thống treo khí nén và hệ thống giảm chấn từ trường để mang đến cảm giác êm ái cho người ngồi trên xe. Hệ thống treo khí nén có thể khiến gầm xe hạ xuống 50mm hoặc nâng lên 25mm. Tiếp theo đó là hệ thống đánh lái 4 bánh với tính năng Cadillac Driver Mode, cho phép xe có thể đi chéo để lùi chuồng ở bãi đỗ xe dễ dàng hơn. Tính năng Low Ride Mode sẽ giúp xe chạy ở vận tốc thấp, trong tình trạng gầm hạ thấp sát mặt đất. Không hổ danh là sản phẩm của thương hiệu hạng sang Cadillac, mẫu SUV điện cỡ lớn này có nhiều trang bị hiện đại bên trong xe. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình cong 55 inch trải dài hết mặt táp lô. Màn hình này tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Màn hình dùng nền tảng Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform, mang đến những tính năng Google như trợ lý ảo Google Assistant, bản đồ Google Maps và cửa hàng ứng dụng Google Play. Ở cụm điều khiển trung tâm còn có thêm một màn hình khác, kết hợp với núm xoay để chỉnh các tính năng như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, đèn, cửa sổ hoặc hệ thống an toàn. Nếu khách hàng chọn gói nội thất Executive Seating Package, hàng ghế sau sẽ có thêm bàn gấp, hai màn hình gối 12,6 inch nằm trên lưng ghế trước. Màn hình trên bệ tỉ tay để chỉnh các tính năng của xe, hai sạc điện thoại không dây, cổng USB Type-C, cổng HDMI, tính năng massage và loa tích hợp vào tựa đầu ghế. Như vậy, Cadillac Escalade EQ có thể đi kèm tổng cộng 8 màn hình trong xe, bao gồm cả HUD. Hệ thống âm thanh AKG Studio Reference với 40 loa cũng nằm trong gói Executive Seating Package kể trên. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh Studio Reference 36 loa. Và hệ thống âm thanh studio 19 loa cho người mua lựa chọn. Đó là chưa kể đến vô lăng hai chấu cỡ lớn và cần số điện tử nằm phía sau, gợi liên tưởng đến các mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai Santa FE 2024. Không chỉ tiện nghi, mẫu SUV điện này còn có nhiều tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, phanh khẩn cấp tự động ở giao lộ, phanh khẩn cấp tự động khi phát hiện người đi bộ trên xe đạp phía trước, hỗ trợ đỗ xe tự động nâng cao và hệ thống quan sát toàn cảnh. Theo hãng Cadillac, Escalade EQ có cả hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Super Cruiser, cho phép người lái thả tay khỏi vô lăng trên một số đoạn đường ở Bắc Mỹ. Dự kiến, Cadillac Escalade EQ sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ mùa hè năm sau tại nhà máy, ở Mỹ. Xe sẽ được bán ra với giá khởi điểm lên đến $130.000, khoảng 3,096 tỷ đồng ở thị trường nội địa.